Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về phía tỉnh Hưng Yên, dự hội nghị có đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ban sở ngành trong tỉnh. Năm 2019, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả năm dân vận chính quyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, nâng cao chất lượng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác. Với chủ đề năm 2020 là năm dân vận khéo, cần đẩy mạnh công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị với nhiều hình thức cách làm phù hợp. Kịp thời nêu gương các điển hình dân vận khéo có sức lan tỏa tích cực, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nắm chắc tình hình nhân dân, đôn đốc giải quyết các kiến nghị, không để khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng.